hỏi có nhiều bạn gửi đến cho Nhi rất là nhiều lần, và nghĩ là theo thời gian cái câu trả lời của Nhi nó khác đi theo cái độ tuổi của Nhi, theo cái nhận thức của Nhi. Thì có một câu mấy bạn hay hỏi Nhi là chị ơi làm sao để em tự tin được, mặc dù em không xinh đẹp, mặc dù em không giỏi giang, mặc dù em không có sức quyến rũ, mặc dù em còn trẻ và vân vân các loại. Nhi còn vài ngày nữa mà Nhi 32 tuổi các bạn, 32 tuổi rồi. Sáng nay khi Nhi tập võ và Nhi tập thể dục và Nhi nhìn lại cái hành trình của mình trong những cái năm vừa qua để dẫn đến cái sự tự tin mà mình đang có ngày hôm nay, Nhi nghĩ một là do tuổi tác, Nhi nghĩ cái chữ wisdom hay còn gọi là cái sự thông thái của bạn theo thời gian nó rất là quan trọng, nó đến từ trải nghiệm, nó đến từ vấp ngã, nó đến từ đau khổ, nó đến từ những cái mà ông trời ông dàn ra trên bàn cho bạn để cho bạn té dập mặt, để cho bạn khôn ra. Và cái thứ hai, cái ghế sát vô khúc này rất là quan trọng, nhưng muốn nhấn mạnh là các bạn phải hiểu được cái sức mạnh của việc làm bạn với sai lầm. Cái tốc độ của các bạn làm sai, cái tốc độ của các bạn càng yêu thương cái sai lầm của mình, dùng từ yêu thương luôn, tại vì cái mối quan hệ của mình với cái vấp ngã của mình nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái sự tự tin. Nhi khuyến khích các bạn làm sai, và đó là cái lý do tại sao Nhi làm Remy Lê Tim nữa, một phần bởi vì Nhi cho các bạn được làm sai, Nhi cho các bạn được cảm nhận cái cảm xúc của mình khi mình làm sai, Nhi cho các bạn được nhận thức được là làm sai nó là điều hết sức bình thường. Đúng, mới đầu các bạn làm sai các bạn không thấy bình thường, các bạn cảm thấy rất là khó chịu, các bạn cảm thấy như là có lỗi cho mình, các bạn cảm thấy bắt đầu so sánh mình với cái cách gia đình mình nói chuyện của mình, hay là những cái người xung quanh của bạn nói với bạn về cái chuyện bạn làm sai, nó dẫn đến là bạn sợ làm sai. Nhưng mà hầu hết những người mà Nhi gặp trong cuộc đời của Nhi, ngay cả chính Nhi luôn, cái sự tự tin nó đến là bởi vì Nhi không sợ làm sai bạn. Nhi không sợ làm sai nhưng không có phải là phạm pháp. Các bạn phải hiểu làm sai mới làm một cái chuyện gì đó mà mình biết mình làm mình phải trả giá với pháp luật đó là khác. Làm sai ở đây là Nhi nói ví dụ bạn đi, bạn vấp té, bạn phải cảm thấy bình thường, bạn đứng lên bạn phủi, bạn đi tiếp đâu tiếp thôi, đó là làm sai. Hoặc là bạn ăn đồ ăn rớt ra ngoài, rớt trên bàn, đó là làm sai, đúng không? Thì khi mình làm sai vậy mình làm gì, mình chùi bàn thì mình ăn tiếp thôi, chứ tự nhiên mình đổ đồ ăn ra bàn thì mình chửi thầy làm gì, bưng cái mâm cơm rớt ví dụ như vậy. Hoặc là bạn mặc đồ bị ngược, bạn ra đường vô tình nó làm cho bạn xấu hổ. Tất cả những cái mối quan hệ của bạn với những cái hoàn cảnh đó, bạn phải coi nó là điều bình thường, bạn phải coi nó là cái chuyện hiển nhiên của một con người. Và như khẳng định trong cái số tất cả các bạn, ai cũng có những cái sai phạm mà mình phải mắc phải để mình nhận thức được là làm sao mình làm nó cho đúng không. Ví dụ mình bỏ đồ ăn vô một cái bọc giấy mà là cái đồ ăn bằng nước, thì cái bọc giấy nó rách thì nó rớt. Bài học rút ra là cái gì? Lần sau mình phải bỏ đồ ăn ở một cái gì đó mà làm cho nó không rớt được. Hoặc là mình hay quên đồ, ok mình hay quên đồ thì mình phải đặt báo thức, đặt một cái checklist làm sao để mà mình đi ra đường mình phải kiểm tra coi là mình có chìa khóa không, mình có áo quần đầy đủ cho bản thân của mình. Ví dụ mình đi bơi thì chẳng lẽ mình không đem đồ bơi, thì đối với đó là những cái sai phạm, cái sai lầm nhỏ trong cuộc đời của tất cả chúng ta. Cái mối quan hệ giữa sự tự tin nó đến từ cái mối quan hệ càng nhanh nhất có thể bạn coi cái chuyện ok thì làm sai rồi, đứng lên làm lại đi tiếp. Giờ nó làm cho cái chuyện tự tin của bạn, mà Nhi ở cái độ 32, Nhi nói thiệt với các bạn là hồi trẻ Nhi chưa bao giờ cảm thấy mình là một cô gái đẹp thôi. Nhi chưa bao giờ thấy mình là một cô gái đẹp. Thậm chí bây giờ Nhi đi ra đường mà Nhi đi với những cái bạn mà đẹp gái hơn Nhi nè, Nhi đi hơn những cái bạn cao hơn Nhi nè, trắng hơn Nhi nè, người nước ngoài nè, thông minh hơn Nhi nè, Nhi luôn có một cái gì đó, Nhi vẫn là của cái con bé 18-19 tuổi, nhưng mà chỉ cái tốc độ kệ mẹ của Nhi chẳng qua nhanh hơn thôi, là 2 giây sau Nhi nói ồ có gì đó. Thì họ có cái đẹp của họ, mình có cái đẹp của mình thôi, mình phải có cái tự tin của mình. Tại vì mình phải so sánh với mình, khi mà mình nghe họ kể quá nhiều thành tích thành tựu, hoặc là mình biết là họ nổi tiếng, mà mình biết họ giỏi, mình biết họ đẹp, mình biết họ có những cái thành tựu gì trong cuộc đời của họ, chắc chắn là phụ nữ trong bên trong của mình bắt đầu trời mình ước gì mình đẻ ở nước này nước kia, mình ước mình là con của ông này ông kia, mình ước mình giỏi cái này cái kia. Nhưng không các bạn, khi mà bạn có cái đó lên 2 giây, bạn không hay lập tức tắt nó. Các bạn đừng, những người càng giỏi càng thành đạt thì họ hết cái tự tin với chính họ. Và thêm một cái nữa, các bạn phải cẩn thận với những người mà họ luôn nói là cái chó gì tôi cũng làm được,
cái gì tôi cũng có thể nghiền được, cái gì tôi cũng có thể trâu bò được, cái gì tôi cũng xông xáo như thẳng thắn với các bạn luôn, không ai làm được hết. Cái sự khác biệt của những người tự tin và những người giỏi và những người nhận thức được, họ biết rõ khả năng của họ giới hạn. Như nói ví dụ hồi như có anh bé, Nhi cũng nghĩ là Nhi có thể làm được hết, nhưng mà Nhi lầm các bạn. Tại vì cái mất ngủ theo thời gian cứ 2 tiếng mà phải rút sữa cho con, lần 2 tiếng mà phải thay tã, tại thời điểm đó Nhi cần phải nghỉ ngơi và Nhi cần phải chăm sóc anh bé. Nhi không thể tập trung được vô sự nghiệp như Nhi nghĩ, đúng không? Thì những cái tháng đầu đời khi Nhi có Eva đó, Nhi nhận thức được là sự nghiệp của bạn phải lùi lại, sức khỏe của bạn cũng bị lùi lại, bởi vì toàn thời gian của bạn là dành cho con. Và mỗi người ở một thời điểm, cái priority hay như còn gọi là cái mà họ tập trung đó, nó khác nhau. Có những người tại cái thời điểm họ tập trung vô cái chuyện nuôi con trước, sau đó họ tập trung vô sự nghiệp. Cho nên một cái người phụ nữ mà các bạn gặp khi họ đang tập trung vô sự nghiệp mà bạn nói với họ nuôi con là khổ như thế nào, họ không bao giờ hiểu nỗi khổ của bạn. Hoặc là cái người phụ nữ đang tập trung vô nuôi con, đang mới đẻ con xong mà bạn cứ nhan nhản ở ngoài đường, bạn lãi nhãi về cái chuyện là ơ mày có biết không, tao mới được thăng chức, tao mới được lãnh lương cao, tao... bạn đang xoáy thêm vô cái nỗi đau của họ, bởi vì họ cảm thấy họ không phải là một cái super của mình, là một cái người phụ nữ mà toàn vẹn. Cho nên nhân cái video mà Nhi chia sẻ với các bạn vlog ngày hôm nay về cái sự tự tin, Nhi cũng muốn nhấn mạnh là chúng ta ở mỗi thời điểm là phụ nữ. Tại sao bạn thấy có những người phụ nữ họ đã con xong, họ sẽ kết bạn với những người phụ nữ cũng có con. Những người phụ nữ đang thành công trong sự nghiệp, họ kết bạn với những người phụ nữ thành công trong sự nghiệp. Những người phụ nữ đang ở cái đỉnh cao của thể dục thể thao, họ kết bạn với những người chơi thể dục thể thao. Những người phụ nữ mà đang trong cái thời kỳ mà con tuổi tin, họ sẽ chơi với những người bạn mà con ở tuổi tin. Hoặc là những người mà phụ nữ đơn thân, họ lại chơi với những người phụ nữ đơn thân, độc thân lại chơi với những người phụ nữ độc thân. Tại sao Nhi nhấn mạnh như vậy? Để cho bạn hiểu được là cách để bạn giải quyết cái sự thiếu tự tin của mình là bằng cách bạn phải cảm thấy bạn thuộc về một cái nơi nào đó. Và không có gì sai khi mà bạn cảm thấy thiếu tự tin ở cái giai đoạn bạn mới sinh xong chẳng hạn, bạn kiếm những người mẹ mới sinh xong để làm bạn. Cũng không có gì sai khi mà bạn đang trong cái thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp và người ta cứ hỏi khi nào có chồng, thì bạn làm bạn với những người chỉ tập trung vô sự nghiệp, nó cũng góp phần cho cái sự tự tin của bạn. Ngoài cái chuyện bạn làm quen với cái thất bại, song song với cái đó bạn cũng phải nhận thức là những cái mà ngoài kia xã hội nói với các bạn về chủ nghĩa hoàn hảo, làm sao để hoàn hảo, cái cách để hoàn hảo nhất, hay là những cái mà bạn nghĩ là nếu như mà mình làm như vậy được 100% tất cả thì nó sẽ không. Ví dụ như Nhi trong những năm vừa qua, Nhi tập trung rất nhiều cho sự nghiệp của Nhi. Hầu như một ngày của Nhi, lịch trình của Nhi, ngoài cái chuyện mà Nhi có thời gian được với con của Nhi và chăm sóc sức khỏe của Nhi và sự nghiệp của Nhi, Nhi lại không có thời gian yêu đương các bạn. Thấy giờ thì các bạn thấy không, hồi mà Nhi còn trẻ thì Nhi lại có quá trời thời gian yêu đương nè, Nhi có thời gian đi bar đi sàn nè, Nhi có thời gian xây công ty nè, nhưng lúc đó Nhi chưa có con, chưa có gia đình. Các bạn thấy không, thì cái priority hay như còn gọi là cái chuẩn mực của tuổi trẻ, bạn tập trung những cái thứ khác nhau, rồi dần dần bạn theo độ tuổi bạn tập trung những cái thứ khác nhau. Cho nên đừng có trách bạn mình khi họ kết hôn xong họ không có bạn với mình nữa, chứ phải. Bởi vì bây giờ cái tập trung của họ là khác, cái khoảng thời gian một ngày 24 tiếng của họ, họ phải chia ra là bao nhiêu. Bạn không thể nào hoàn hảo hết trong tất cả mọi khía cạnh, từ bạn, gia đình, con cái, rồi cá nhân bạn. Bạn phải biết rõ điểm dừng khi nào là cho bạn, khi nào là cho gia đình, khi nào là cho con cái, khi nào là cho cộng đồng. Ví dụ, những cái người mà họ vô đây thì họ lên án các bạn về cái chuyện là bạn tập trung chủ nghĩa hoàn hảo, cái gì bạn cũng làm được. Các bạn chắc chắn làm được, nhưng khẳng định luôn bạn không làm được hết tất cả mọi thứ. Đó là lý do tại sao Nhi có đội nhóm, đó là lý do tại sao Nhi có công ty business partner với Nhi, tại sao Nhi có những cái người giúp Nhi làm những cái điều phụ khác, ví dụ chăm con Nhi. Nhi không có ngại để lên tiếng để nói với các bạn được cái đó, để cho các bạn hiểu là cái sự tự tin á, okay, nó cần rất nhiều khía cạnh. Ok, đừng có quên là like, share và subscribe tất cả các kênh của Nhi, và Nhi gặp lại các bạn trong những cái vlog kế tiếp. Bye.